Theo đơn thư phản ánh của người dân gửi đến báo điện tử Tầm Nhìn, tại xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn và xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, có hai ngôi chùa là chùa Thiên Phúc và chùa Đông Quan do cùng một sư trụ trì với pháp danh là Thích Nữ Ngọc Trinh, tên thật là Phan Thị Thu Hà điều hành, đang có nhiều dấu hiệu sai phạm về đất đai và giáo lý nhà Phật. Theo phản ánh của người dân, phóng viên đã trực tiếp ghi nhận thực tế tại chùa Đông Quan. Tại đây xuất hiện một số hạng mục công trình đang thi công dang dở. Theo tài liệu mà chúng tôi có được, đây là các công trình sai phép. Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư đã có công văn số 1238 ngày 19 tháng 11 năm 2019 do bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ký yêu cầu cơ quan chuyên môn của huyện Hoa Lư xử lý việc xây dựng trái phép tại ngôi chùa này. Theo công văn trên, chùa Đông Quan đã tự ý khởi công xây dựng một số hạng mục công trình như khu nhà ở ba gian gồm phòng bếp, phòng ăn và công trình vệ sinh có diện tích là 73,82m². Khu nhà ở, phòng thiền, kho, lán xe tại thời điểm kiểm tra đã xây xong phần móng bằng đá với diện tích là 152,88m². Các hạng mục trên được xác định xây dựng trên đất vườn thuộc phần diện tích đất của nhà chùa, song chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Thế nhưng thay vì yêu cầu nhà chùa khắc phục hậu quả sai phạm bằng việc tháo dỡ công trình vi phạm để trả nguyên hiện trạng, thì Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư chỉ yêu cầu sư trụ trì chùa Đông Quan dừng mọi hoạt động trái phép. Hơn thế, Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư lại chỉ đạo chính quyền xã Ninh Vân và các cơ quan chuyên môn của huyện Hoa Lư như Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Kinh tế Hạ tầng và một số đơn vị có liên quan hướng dẫn nhà chùa lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cũng như hoàn thiện thủ tục cấp phép theo kiểu gọt chân cho vừa dày, trong khi sai phạm đã rõ như ban ngày. Dư luận không khỏi hoài nghi về việc chính quyền huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đang dung túng cho sai phạm. Tại một ngôi chùa khác cũng do sư trụ trì Thích Nữ Ngọc Trinh quản lý, tồn tại sai phạm về đất đai, đó là chùa Thiên Phúc tại xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn. Bí thư Đảng ủy xã Kim Mỹ trước đây là chủ tịch xã và là người trực tiếp ký biên bản quyết định xử phạt đối với nhà chùa này cho hay. Về cái sân khấu thì này thì địa phương cũng đang động viên nhà chùa là lên là tháo dỡ, bởi vì đấy không phải là đất của nhà chùa. Đấy. Và tất cả những cái vật dụng như của nhà chùa không liên quan phục vụ cho nhà chùa thì cũng không được phép làm ở khu vực ấy, mà phải là chỉ được phép làm ở khu vực khuôn viên đã được nhà nước cấp. Cái việc của nhà chùa thì anh em tôi cũng đang là làm các cái bước để vận động là chính, để cho các nhà chùa tự giác để thực hiện. Thì đến thời điểm này thì nhà chùa thì đã chuyển được cái tượng, rồi là chuyển được cái phiến đá để chuyển vào khu vực bên trong. Và tôi nói là yêu cầu là nhà chùa đã tiếp tục phải thực hiện các cái để làm sao đó để nó đảm bảo về cái tính tôn nghiêm của pháp luật. Thì tới đây thì anh em tôi sẽ lại tiếp tục chỉ đạo ủy ban nhân dân nên là mời nhà chùa tiếp tục làm việc, sẽ để có cái tháo dỡ và trả lại theo cái mặt bằng nguyên trạng theo cái vị trí hiện có của nhà chùa. Mặc dù được cơ quan chức năng địa phương nhiều lần nhắc nhở, cảnh báo bằng văn bản, tuy nhiên đến nay những vi phạm tồn tại này vẫn ngang nhiên tái diễn. Phải chăng bởi đây là một cơ sở tôn giáo nên xã và huyện đã không dám mạnh tay xử lý, để vô hình chung đã tạo tiền lệ xấu để cơ sở tôn giáo này tự cho mình cái quyền được đứng ngoài vòng pháp luật. Không những bị phản ánh về vi phạm đất đai, nghiêm trọng hơn, sư trụ trì Thích Nữ Ngọc Trinh còn bị phản ánh là tự ý nhận nuôi trẻ từ nhiều năm nay, dù không được phép của pháp luật và giáo hội. Theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP và Nghị định số 81/2012/NĐ-CP, nhà chùa hoặc sư trụ trì chỉ có thể tiếp nhận trẻ em và chăm sóc nuôi dưỡng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện thành lập của một cơ sở bảo trợ xã hội. Nếu nhà chùa không đáp ứng được điều kiện và thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, thì việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em lâu dài cũng sẽ có vấn đề về phương diện pháp lý. Không những thế, còn gây khó khăn cho việc tìm gia đình nuôi dưỡng sau này. Bởi lẽ, thủ tục đăng ký nuôi con sẽ gặp khó khăn trong trường hợp nhà chùa không có tư cách pháp nhân của một cơ sở bảo trợ xã hội như luật định. Không chỉ nhận nuôi mà nhà chùa còn đăng ảnh kêu gọi sự ủng hộ, sữa, bỉm và tiền sinh hoạt cho các con cũng được phản ánh theo chiều hướng tiêu cực.
có hay không việc sư trụ trì Thích Nữ Ngọc Trinh lợi dụng tín ngưỡng, lợi dụng chức sắc để thực hiện các hành vi phạm pháp, và có hay không việc bao che, dung túng của chính quyền huyện đối với những sai phạm của vị sư trụ trì kia, để vô hình chung tạo tiền lệ xấu cho những sai phạm có thể xảy ra sau này. Vấn đề trên rất cần được làm sáng tỏ.